Xin chào bạn, tôi là Tú Phan trên trang web fankimtu.com, fankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học cái phần mềm MindMaster ha, Error MindMaster. Rồi, thì video trước ta đã hướng dẫn các bạn vẽ được sơ sơ cái sơ đồ tư duy, mà thật ra tôi vẽ toàn là cái món ăn không ha, bữa cơm gia đình. Làm ví dụ cho bạn dễ hình dung ha, dễ hiểu cái thao tác mà các nút chức năng này. Rồi, thì sau khi video đầu trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách là chèn những cái nốt này rồi, rất là đơn giản luôn. Cách là chúng ta sẽ di chuyển đến nốt và chèn vào những cái dấu cộng ha, dấu cộng màu xanh dương này, thì tự động nó sẽ thêm cái nốt thôi ha, rất là dễ. Rồi, một số cái phím tắt là như cần sao chép, Ctrl C hay là cắt, Ctrl X gì đó, dán thì Ctrl V ha, những thao tác rất là cơ bản. Xóa là những chọn nó, nhấn chữ delete cho nhanh ha, delete là bạn hãy đọc lên delete gì đó ha, để bạn xóa cái nốt đó. Rồi, dưới đây là các tô màu, thêm màu gì đó. Cho thử thêm chớp thì tôi cho cái màu đỏ đi, cho nó nổi như thế này. Rồi, bạn thấy chưa? Rồi, sau đó, bây giờ chúng ta sẽ tới cái video trước hướng dẫn hai cái nhóm này rồi, những cái nhóm chức năng này rồi. Đây là tạo mới nè, những nhóm chức năng và chèn mối quan hệ chú thích rồi nè, ha, tính tổng rồi nè. Rồi, tiếp theo ta tới nhóm này. Nhóm này là cái nhóm gì? Nhóm và chèn những cái hình, cái biểu tượng thôi, icon rồi đó, ha, icon rồi đó, symbol, cái ký hiệu đó. Thì insert mask nè, bạn click vô đây. Thì thực ra khi bạn click vô đây á, thì bạn nhìn bên tay phải nè. À, bạn click vô đây bạn giữ chuột trái cũng được, hoặc bạn click thì bạn nhìn sẽ nhìn bên tay phải, nó dễ nhìn hơn. Nó sẽ hiện ra những cái biểu tượng này ha. Giờ sẽ tôi sẽ click cho bạn là chữ kho nè. Thì bạn hãy chèn những cái biểu tượng này như là số hay là biểu tượng mặt người gì đó nè, cười rồi nè, thấy chưa? Chọn những cái biểu tượng có sẵn của phần mềm ha, symbol nè, thấy chưa? Đó. Những cái biểu tượng có sẵn của phần mềm bạn click đây nó thống kê nè. Bạn cứ click vào thử đó ha. Click vào thử thì chúng ta học, chúng ta click thử đây, không có gì mà phải ngại hết. Đây, thấy chưa, gương mặt cười nè, buồn nè ha, hay sử vậy. Rồi, bạn cứ tự thêm nhiều cái nữa ha, tùy các bạn. Rồi, sau đó, đó là chúng ta thêm cái mắt. Tiếp theo bạn sẽ chèn những cái khác, đây là những cái biểu tượng sơ sơ đây. Trái tim rồi nè, ha, đó. Rồi, tiếp theo trong cái phần này thì bạn sẽ có, chúng ta sẽ cũng chèn biểu tượng nữa, cái insert clip art, những cái hình nghệ thuật á, ha, click vào đây. Thì bên tay phải nó sẽ hiện ra, thật ra là bạn click vào đây cũng được cho nó nhanh nè. Đây là cái phần mắt nè, ha, là đánh dấu nè. Còn đây chính là phần clip art nè, hay chưa? Hiện tại nó chưa có nội dung gì, thì bạn phải click vô cái library, cái thư viện này nè, click vào đây, cái library. Thì nó sẽ ra những cái phân loại theo cái chủ đề, cái subject á, ha, chủ đề. Scenario là những cái chung, thì bạn cứ làm thử đây, rất là nhiều cái ha. Trong một vài phút, một vài cái video tôi không thể nào mà giới thiệu cho bạn hết được ha. Bạn cứ click thử đây, icon nè. Biểu icon là như quả táo rồi nè, bạn phải click vô thì nó hiện ra đây, chứ không thôi bạn nhấp thì nó sẽ mất rồi. Tôi sẽ cho cái món tráng miệng nè, tôi nhấp cái bữa cơm gia đình đi, quả táo. Hồ, bạn thấy chưa, cái phần mềm này một số cái nội dung, một số cái chức năng mà cao cấp á, hay á, thì thường mà click vào thì nó hiện ra cái hộp thoại này. Thì đây là cái gì? Hay là cái hộp thoại thông báo cho bạn biết là những cái tính năng đó chỉ có trong cái phiên bản trả phí, nghĩa là phiên bản mà bạn phải tốn tiền á, thì bạn mới có thôi ha. Nó hiện cho bạn biết nè, nó nằm trong cái nhóm mà clip art, là những tính năng mà đặc biệt chỉ có những, đây là những tính năng chỉ đặc biệt chỉ có trên cái phiên bản RAW, MindMaster RAW Feature ha, những cái phần thêm của phiên bản RAW phiên bản trả phí. Thì bạn hãy click vô buy now để mua ha, mua cái phiên bản trả phí. Thì bạn click vô đây thì nó dẫn tới đường link tới trang web thôi chứ không có gì ha. Bạn có key rồi thì bạn click vô đây, activation ha, nhập key vô đây. Rồi, icon rất là nhiều, thấy chưa? Animal gì động vật, thấy chưa? Đó. Business về kinh doanh, là nào mà làm những cái về kinh doanh á, thông thường làm kinh doanh cho công ty thì bạn chọn những business nhiều hơn, office nữa nè. Ha, tôi chọn thử một vài cái cho nó. Bạn click thì bạn lôi vào thôi. Ha. Click là lôi vào, thao tác kéo thả rất là đơn giản thôi, ha. Nó rất là nhiều nội dung, education giáo dục nè, fashion về thời trang. Thấy chưa? Festival là về hội festival sinh nhật, birthday nè ha, birthday thử thấy chưa, nó rất là đơn giản đây. Đó, thì bạn cứ tự tìm hiểu thêm. Sport thể thao, if people là người rồi nè ha, sport thể thao rồi nè đó. Rồi, đó là về phần clip art và những cảnh nghệ thuật thôi. Rồi, đó là trong này ha. Tiếp theo tới phần insert picture, nghĩa là chúng ta sẽ dàn những cái bức ảnh mà trong cái computer chúng ta, trên máy tính chúng ta ha. Insert picture đây. Thì hộp thoại browser để chúng ta duyệt tới cái bức ảnh nào đó trên cái máy desktop chúng ta. Bạn chọn nó, sau đó bạn nhấn chấp phanh thì nó chèn vào thôi ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần
phần này cũng phần này liên kết nè. Liên kết đây, giả sử chúng ta chọn một cái node là tráng miệng này đi ha. Rồi mình phải chọn node thì cái những tính năng liên kết này nó mới hiện ra. Thì liên kết và cái insert hyperlink nè, tương tự như Word thôi, một lít vào đây thì nó sẽ bạn lít vào cái node tráng miệng nè, thì nó sẽ có cái liên kết tới một cái nội dung nào đó bên ngoài của phần mềm này ha. Thì giả sử như trường hợp này là current document, nghĩa là bạn chọn một cái nơi nào đó trong cái phần mềm này. File or application là chọn một cái file nào đó trên cái máy tính chúng ta ha, nhìn biểu tượng máy tính nè, thì bạn lít vào cái chữ browser nè, bạn chọn đường dẫn đến cái file đó như file Word, file Excel hay file PowerPoint nào đó trên máy tính các bạn ha, thì bạn chọn cái file đó, sau đó bạn nhấn chớp file ha, thì nó sẽ hiện ra thôi. Này tôi cũng làm biến làm ví dụ lắm, tôi nói các bạn đơn giản thì bạn hiểu rồi. Còn cái internet address nè là bạn cộng vào cái địa chỉ nào đó ha. Giả sử giờ tôi sẽ chèn một cái địa chỉ cái trang web nè, trang web cá nhân của tôi đi ha. Tôi quét chọn này, tôi nhấn Ctrl C, tôi dán. Rồi tôi qua phần mềm lại, tôi nhấn Ctrl V, thấy chưa? http://fankimtu.com sạc. Rồi thấy chưa, đây là cái trang web của tôi. Sau đó tôi còn đây chúng ta sẽ đặt tên hyperlink 1, description bạn muốn đặt tên gì cũng được, giả sử tôi đặt tên là Phan Kim Tú luôn ha, Phan Kim Tú. Rồi sau đó bạn hãy nhấn delete để thêm nhiều cái đường link khác, hoặc là bạn delete để xóa cái đường link bạn đang chọn ha, nhấn ok để thêm mới. Rồi thì bạn sẽ thấy nhìn ở đây nó sẽ có cái biểu tượng này, nhìn kỹ đây nè ha. Khi bạn rê chuột đến cái này thì bạn thấy đây nó sẽ có hiện cái đường link của bạn ha, là Phan Kim Tú ha, click vô đây thì tự động khi bạn click vô đây nè thì nó sẽ mở lên cái đường link trên cái trang web của bạn vừa tạo, như tôi vừa tạo cái trang web cá nhân của tôi nè, thấy chưa, rất là hay, rất là thuận tiện trong cái việc mà khi bạn làm những cái việc mà chỉnh chiếu á, tương tự như PowerPoint thôi, thì bạn chỉ cần click vô đó thì nó sẽ tới cái đường link đó, tránh mất thời gian các bạn ha, đường link đây. Rồi rồi insert hyperlink là liên kết thôi, siêu liên kết thôi. Insert attachment là bạn đính kèm một cái file tương tự như bạn gửi mail vậy đó ha, gửi cái hộp thư điện tử cho người khác á, thì bạn đính kèm một cái tập tin nào đó, insert attachment click vô đây thì bạn chọn cái đường dẫn đến cái file trên cái máy tính của bạn ha, như là file Word hay file Excel file PowerPoint gì đó ha, thì bạn nhấn cái đường path nè, path là đường nè, click vô đây nó, thì bạn chọn cái file Word file Excel gì đó trên cái máy tính của bạn, click vô đó, sau đó chọn up file nó, thì nó sẽ đính kèm cái file đó vào trong cái phần mềm này luôn, và đặt tên cho cái file đó là giả sử như cái file gì đó bạn muốn đặt gì đó thì bạn đặt vô đây ha, phần name là tên, rồi sau đó bạn nhấn chữ ok là xong, rất đơn giản. Rồi tiếp theo cái insert node là node là ghi chú thôi ha, rồi node là ghi chú thôi, comment là chú thích ha, những cái này rất là đơn giản. Bạn muốn node gì lại đó bạn click vô đây tùy, comment cũng vậy, bạn muốn ghi chú một cái nội dung gì đó thì bạn click vô đây cái comment. Tag thì cũng tương tự như bạn là chơi Facebook thì bạn biết tag thì chúng ta đánh dấu một cái gì đó, tag là thẻ đó ha, thấy chưa, bạn cứ làm thử ra, những cái này là những cái phụ thêm thôi. Rồi sau chúng ta làm xong được tới đây á, thì quên á, sẵn tôi tô màu cho bạn đi cho bạn dễ hình dung. Sẽ như cái những cái này tôi muốn tô màu món nóng, và tôi tô màu hơi cam cam ha, giữ phím shift để bạn chọn nhiều đối tượng, hoặc là bạn quét chọn như thế này cũng được ha. Rồi giữ phím control để quét để chọn những đối tượng không liên tục với nhau đó, đối tượng nào bạn đang chọn thì nó sẽ được nó sẽ tô màu xanh dương. Rồi những món này món canh đúng không, tôi cho cái màu hơi nhạt nhạt tí, thấy chưa. Rồi này món tươi mát thì tôi sẽ cho cái màu xin lỗi, tôi sẽ chọn nó này, sẽ giữ control tôi chọn nó này, sau tôi sẽ cho màu này màu hường hường đi cho nó khác những cái đối tượng kia. Rồi đại khái là làm ví dụ ha. Rồi đó, chúng ta thực hiện cái việc tô màu đó là cái thao tác nhanh để chỉnh sửa nhanh thôi ha. Rồi cho nữa ta sẽ còn cái tiếp tục, đây là cái layout, là cái giao diện thôi, bạn click vô đây thì nó sẽ hiện rất là nhiều cái giao diện, và những cái giao diện nào có cái nền gạch ngang màu đỏ ghi chữ Pro là phiên bản trả phí bạn mới chọn được ha, thì bạn sẽ click như thử thì bạn tự thấy đây là cái tùy biến lại cái giao diện của cái này, thấy chưa đó, thì bạn click vô nè, giao diện là sổ ngang hay sổ dọc gì đó, thấy chưa đó, giao diện mà dạng một đối tượng mà sẽ diễn giải ra những đối tượng còn lại, dạng cái của bên trái và bên phải, hay là theo dạng sơ đồ tổ chức là một cái trên nhiều những cái đối tượng dư là bên dưới, hoặc là ngược lại ha, cái layout thôi, layout tùy chỉnh cái giao diện, thấy chưa, thì các bạn thôi, không quá quan trọng, quan trọng là bạn phải biết bạn đang làm cái gì ha. Rồi ta sẽ cho quay về mặc định như này.
Trường hợp nó thay đổi xấu quá thì bạn hãy tùy chỉnh lại như tôi nè ha, cho nó thay đổi lại. Rồi sau đó rồi tôi chỉnh như thế cho nó tạm ổn ha, để thôi nhìn xấu quá. Đây là phần layout rất là quan trọng ha, rất là hay, nó quyết định cái giao diện của bạn là làm đẹp hay xấu. Tiếp theo tới phần numbering là đánh số tự thôi ha. Tôi lít vào đây bạn sẽ thấy nè 1, 2, 3. Rồi bạn sẽ thấy là tất cả những cái nốt chúng ta sẽ thêm số tự là ở đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Bạn muốn xóa nó thì bạn bỏ cái phần này, remove number, thấy chưa, nó sẽ xóa những cái số ở đầu. Rồi rất đơn giản. Tiếp theo cái phần này là phần khoảng cách giữa các nốt thôi. Mặc định của phần mềm là khoảng cách là 30 ha, theo chiều ngang và chiều dọc. Giả sử như chiều ngang tôi không cho 30 mà tôi cho 100, enter, thấy chưa, giữa các nốt này với nốt này với nốt này nó sẽ chiều ngang nó sẽ dài ra 100 đó. Nó cho lại ngoài mặc định là quét chọn này đánh dấu số 30, enter. Tương tự chuyện ta sẽ có cái chiều dọc, chiều dọc là giữa cái nốt này với nốt này là 30, ta sẽ cho 100 cho nó lớn, enter, thấy chưa, giữa nốt này với nốt này là một khoảng cách là 100 ha, rất là xa. Ta cho lại mặc định của phần mềm là 30, enter, hoặc là bạn nút lít vô cái nút reset này cho mau ha. Rồi đó là tôi hướng dẫn các bạn nhanh cái cách chúng ta đã tạo được những cái giao diện tùy biến theo ý của bạn. Rồi thì thật ra những cái nốt này bạn muốn học chuyên sâu thì ra nó có tùy chỉnh chuyên sâu bên đây nữa. Bạn lít bên đây nè, bạn chọn cái nốt này ha, bạn nhìn bên tay phải nè, như cái này tôi vừa nói các bạn rồi là cái phần mà mắt á, bạn nhìn những cái đây thật ra đây nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái biểu tượng thôi đúng không, rất là dễ. Biểu tượng mắt là thêm những cái biểu tượng này, những cái symbol này tao nói rồi. Cái này là lip art, thêm những cái biểu tượng hình ảnh đẹp hơn ha. Rồi cái cuối thì bạn bỏ qua cái text. Rồi còn hai cái trên là gì, cái trên cùng là cái topic tôi vừa nói các bạn ở đầu video á ha, ở đầu video trước, ở đầu video trước luôn á, là ta sẽ tùy chỉnh cái giao diện cho toàn bộ phần mềm này ha, toàn bộ những cái này là bạn chọn gì nè, thấy chưa, thấy chưa, là tùy chỉnh cho nguyên cái chủ đề chúng ta luôn. Nhưng mà thường những cái đẹp ở dưới là phải sử dụng phiên bản có phí, trả phí á, thì nó mới có thôi ha. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo thì những cái này thì chọn cái cách hiển thị thôi, không có gì. Tiếp theo cái outline này nè. Cái outline này như tôi nói các bạn á, là cái này là giống như cái mục lục thôi ha. Cái mục lục của cái file chúng ta, cái nội dung, cái content nội dung chúng ta ha. Thì bạn nhìn đây bạn cũng biết được nè, nó cái bữa cơm gia đình chúng ta gồm những cái gì, gồm những cái món là kho, nướng, chiên và món canh. Ở trong món kho thì bạn click vào đây nó sẽ ra được món kho là thịt cá, món nướng là có tôm, món chiên là gồm có trứng ha. Rồi những cái kia sinh tố tráng miệng đó thì nó sẽ không có nội dung con bên trong, cái nào có nội dung con bên trong thì nó sẽ có cái dấu mũi tên ở đầu ha. Nó món canh thì sẽ có canh chua, canh bí đỏ và món xào và món hấp. Anh thấy chưa? Rồi đây là giống như cái mục lục thôi. Rồi quay lại đây, cái phần này tôi nói thêm nữa để kết thúc cái video này luôn ha. Thì trong cái phần mà tôi nói bạn cái topic nè, thì ở dưới thật ra nó có nhiều thêm nhiều cái tùy chỉnh nữa. Là cái shape nè. Ha. Tôi không chọn nốt nào ha, trường hợp tôi không chọn nốt nào hết. Tôi lít ra ngoài dùng trống nè, lít chuột trái. Thì đây cái phần background này nó sẽ cho bạn biết là cái hình nền. Thấy chưa? Cái hình nền của toàn bộ cái giao diện chúng ta. Thấy chưa? Background là nền. Hoặc là bạn chọn những cái mẫu texture là chất liệu có sẵn. Ha, cái bên đây. Rất là dễ, bạn cứ thử thôi. Còn bạn muốn xóa thì nhấn vào delete để xóa ha. Còn đây là bạn chèn vào những cái giống như là cái bản quyền của bạn ha, watermark ha, mặt nạ bản quyền. Do not copy ha. Rồi, thêm là những cái mẫu á, những cái mẫu mà tôi nói các bạn rồi. Nhưng mà thường những cái mẫu bên dưới đẹp thì nó sẽ yêu cầu bạn phiên bản trả phí, thấy chưa? Hiện cái hộp thoại này liền. Rồi, còn đây là cái phần cái chữ là tôi biết là về cái phông chữ rồi ha. Phông chữ là cái kiểu chữ á. Arial là thông dụng nhất. Thông thường thì chúng ta đánh Arial với Tim Newman, Tahoma nè, ha. Rồi. Đây là chèn những cái nhóm màu. Rainbow. Rồi phiên bản có phí không à. Rồi, như là cơ bản là xong rồi. Trừ trường hợp bạn đang chọn một cái nốt nào đó thì bạn có thể tùy chỉnh riêng cho cái nốt đó. Giả sử như ta chọn một cái nhóm nốt là nhóm nốt này đi. Cái nhóm nốt này đi.
nhóm nốt màu cam nhé. Rồi thì khi bạn chọn nhóm nốt màu cam á, thì bạn sẽ có những cái tùy chỉnh mà về màu sắc cho cái đường viền cho cái nhóm nốt màu cam này ha. Hãy sử như đây nè, nốt này nó sẽ có màu gì, bạn click vào đây, màu tím, và nó sẽ có biểu tượng như thế nào, hình tròn, hình vuông, hình ngôi sao, hình trái tim, bạn thấy chưa đó. Ta sẽ tùy chỉnh về cái phần màu sắc của nền, màu sắc đường viền, về hình dạng, độ dày đường viền. Đây là đường hình viền nè, đường viền sẽ có màu gì, màu xanh, và độ dày của đường viền như thế nào ha. Đây là màu nền, màu đường viền, độ dày đường viền, loại đường viền đứt nét hay là liền nét, hình dạng của cái đối tượng ta, cái shape chúng ta, thấy chưa đó, rất là đơn giản, thấy chưa. Còn đây là không có gì, còn đây là cái brand, là cho cái hình nền brand. Rồi cái loại mà là cái loại đường ha, rất là đơn giản thôi. Thì bạn tới tự tìm hiểu thêm những cái phần đó ha, những cái phần đó là tùy chỉnh thêm cho nó đẹp thôi ha, cho nó đẹp thêm thôi. Còn nội dung chính thì các bạn đều biết hết rồi, loại đường nhọn to nhỏ là cái phần liên kết, cái đường liên kết á, phần liên á ha, relationship á, mối quan hệ á, cái đường này như thế nào ha, đường này nào đường nhau nhá. Rồi cái phông là những cái kiểu chữ như tao nói các bạn, đây nè, phông IO, kích thước chữ bao nhiêu, mặc định của cái này là đang ở 12, thấy chưa, bạn phải chỉnh lên bao nhiêu cũng được đó, thấy chưa. 22 là nó rất là to, là tao đang chọn hai nốt này ha, tao cho mặc định là 12 nè đó. Kiểu chữ, phông, màu, rồi in đậm, in nghiêng, gạch dưới, đó tùy các bạn ha. Rồi video này tới đây cũng tương đối là dài rồi, tao đã vừa xong cái phần tab home rồi, còn những cái tab còn lại rất đơn giản, tao nói khoảng 1-2 video nó kết thúc rồi ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video sau đi. Thì xin chào các bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web là phankimtu.com, phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.